Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chân dân Thành phố Lê Minh Trung đã có buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori đến chào xã giao lãnh đạo thành phố nhân dịp nhận công tác mới tại Đà Nẵng. Đoàn tiếp tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chân dân Thành phố Lê Minh Trung chúc ông Yakabe Yoshinori trong nhiệm kỳ công tác mới tại thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác lâu trời việt nam nhật bản trên nhiều lĩnh vực từ đầu tư phát triển kinh tế đến giao lưu văn hóa hữu nghị phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố mong muốn ông jakabe yoshinori với vai trò trung gian sẽ giúp Đà Nẵng kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan dân cử của các địa phương Nhật Bản, đồng thời khẳng định Hội đồng Chân dân thành phố sẽ tích cực phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngài tổng lãnh sự hoàn thành nhiệm vụ công tác, góp phần nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên. Tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori cảm ơn lãnh đạo Hội đồng Dân dân thành phố đã dành thời gian đoàn tiếp và khẳng định với cương vị mới sẽ tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật đến tìm hiểu số tiến đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Ngài Tổng lĩnh sự cho biết sẽ phát huy tối đa vai trò để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch giữa Nhật với Việt Nam và giữa các địa phương của Nhật với thành phố Đà Nẵng.